một ngày đầu tiên của năm mới, năm 2017, và cũng là ngày Tết nguyên đán của chúng ta đó. Mình đã đi chúc Tết ông, bà, bố, mẹ và các người thân ở trong gia đình của mình rồi, và mình đã nhận được rất là nhiều lời chúc sức khỏe và những bao lì xì đó giúp em nha. Và các bạn đã đi chúc Tết người thân, ông bà, bố mẹ của mình chưa nhỉ? Và bây giờ mình sẽ gửi đến các bạn những lời chúc Tết nhé. Đầu tiên mình chúc các bạn thật mạnh khỏe, bởi vì ông bà của chúng ta thường nói rằng sức khỏe thì có tất cả. Thứ hai, mình chúc các bạn học giỏi, chăm ngoan. Và thứ ba, mình chúc các bạn thành công trong sống nhé và đạt được nhiều điều mình mơ ước. Và các bạn ơi, các bạn hãy luôn ủng hộ kênh Baby của mình nhé. Mình hứa với các bạn rằng sẽ làm ra thật nhiều video hay và ý nghĩa cho các bạn giải trí sau những giờ học căng thẳng. Cuối cùng, mình xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những video lần sau nhé.